Lucy Channel, kênh giải trí và thử thách trí não. Hôm nay, các bạn hãy cùng với Lucy thử thách trí não của mình với những câu đố về các tình huống nguy hiểm này nha. Xem thử các bạn có thể vượt qua được bao nhiêu câu nè. Vào một ngày kia, thì bạn đang đi chơi ở trên biển thì gặp một cơn bão cuốn tới, nó làm cho thuyền rung lắc và bạn bị té nên bị ngất xỉu. Đến khi mở mắt ra thì ôi trời, toàn là những con người ăn mặc kỳ lạ, những người dân địa phương ở trên đảo. Ôi thôi tiêu rồi, mình đã bị cuốn vào trong hòn đảo rồi. Những người dân địa phương này, họ thấy mình ăn mặc kỳ lạ quá, họ rất là tức giận và không thích mình. Họ đã cho mình 3 cánh cửa để lựa chọn bước vào. Cánh cửa đầu tiên là đầy những con nhện độc. Cánh cửa thứ hai, rất là nhiều con bồ cạp. Cánh cửa thứ ba là rất là nhiều con cọp đang bị đói bụng, hung dữ chờ đợi mình. Vậy thì theo các bạn, mình sẽ lựa chọn cửa nào đây? Cửa nào có thể giúp mình thoát ra an toàn? Các bạn chỉ có 10 giây thôi nha. Rồi, hết chưa? Cánh cửa lựa chọn duy nhất đó chính là cánh cửa có nhiều con nhện độc. Mặc dù con nhện nó độc thiệt, nó mà cắn mình á thì có thể trong vòng 5 đến 10 phút là mình đã tiêu rồi. Nhưng mà theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì con nhện á, nó rất sợ con người và nó cũng ít khi nào tấn công con người lắm. Cho nên cánh cửa duy nhất để mình có thể lựa chọn đó là cánh cửa có con nhện, với hy vọng là nó không có tấn công mình. Tình huống lạc ở hoang đảo. Nếu lỡ một ngày nào đó bạn bị lạc vào trong một cái hang đảo không có người luôn, mà trên người bạn cũng chẳng có cái radio hay là cái điện thoại để có thể liên lạc với cứu hộ, và khổ một nỗi nữa là trên cái hang đảo này cũng chẳng có cây để mình có thể đốt để làm khói tín hiệu, thì đột nhiên ở trên bầu trời có một chiếc máy bay bay ngang qua. Nhưng mà chiếc máy bay này bay cao quá à, làm sao những thứ phi công ở trên máy bay có thể nhìn thấy được mình, trong khi máy bay thì cao, mình thì ở trên hoang đảo, so ra thì mình có bé tí xíu à, làm sao những chú phi công có thể nhìn thấy được mình đây? Chúng ta có 10 giây, bạn thử suy nghĩ xem làm sao để chú phi công có thể thấy được mình và đáp máy bay để cứu mình đi nè. Không có thể nhìn thấy được mình nha, chứ sếp nhỏ quá không có nhìn thấy được đâu. Vào một ngày nọ, bạn đang đi khám phá trong rừng thì bị lạc mất tiêu, bạn không tìm được lối ra. Thế là bạn cứ thế mà đi thẳng hoài luôn. Đến một chỗ nó chia ra làm 3 lối đi, mà cái đường số 1 thì toàn là đầm lầy nguy hiểm, mình leo xuống dưới thì chỉ có mà nhấn chìm mình luôn à. Còn lối đi số 2 á thì đó là có một cái lâu đài của ma cà rồng, và cái lối số 3 đó chính là một cái núi lửa đang hoạt động, dung nham chảy ra nóng hổi luôn, sắt bỏ vô còn chảy nữa, đừng nói uống chi con người. Anh chàng này chỉ có 10 giây thôi, theo mấy bạn nên chọn cái lối đi số mấy để có thể an toàn đi tiếp? Rồi, hết chưa? Đáp án đó chính là lựa chọn lối đi có lâu đài của ma cà rồng. Tại vì thực tế thì chẳng có ma cà rồng nào cả,
Mà nếu lỡ như có đi nữa thì theo truyền thuyết mà cà rồng cũng chẳng xuất hiện vào ban ngày. Cho nên cứ thế mà đi thôi. Các bạn có biết bản tuần hoàn hóa học không? Học trong môn hóa đó. Vậy các bạn hãy tìm xem nha, yếu tố nào còn thiếu trong bản tuần hoàn. Yếu tố này á hay được sử dụng trong những bộ phim lắm. Kể cả trong phim của Lucy và phim của Bena cũng có sử dụng nữa đó. Đố các bạn biết yếu tố đó là yếu tố nào? Chúng ta có 10 giây. Game show trên TV không? Có một game show chương trình thực tế, bạn được mời để tham gia. Nhưng mà không ngờ người đạo diễn đó chính là một tên điên. Hắn ta đã suy nghĩ ra những cái hồ. Cái hồ đầu tiên, hắn ta chứa đầy rắn độc. Cái hồ thứ hai là hồ axit, nó có thể ăn mòn chúng ta. Cái hồ thứ ba lại chứa rất là nhiều con lươn điện. Nó phóng điện thì chỉ có mà giật chết queo thôi. Và cái hồ thứ tư là chứa đầy nước nhiễm khuẩn. Và chương trình thực tế này yêu cầu bạn phải bước vào trong cái hồ. Vậy trong tình huống này các bạn sẽ chọn hồ nào? Tại vì đã tham gia chương trình rồi thì phải tham gia chứ không thể từ chối được. Chúng ta có 10 giây. Hồ duy nhất chúng ta có thể chọn đó là hồ chứa nước nhiễm khuẩn. Tại vì những con vi khuẩn trong này chưa chắc là vi khuẩn xấu và cũng chưa chắc là nó có khả năng truyền nhiễm, cho nên chúng ta có thể sống sót hơn là những cái hồ kia. Rồi, tiếp theo Lucy mời các bạn đến với một tình huống suy nghĩ nhanh nha. Nếu một ngày nào đó bạn bị nhốt vào một căn phòng mà trong căn phòng đó có đặt bom hẹn giờ, nó chỉ có 3 phút để cho các bạn thoát thôi. Giống như trong phim hành động á ha. Và trong căn phòng này có đến 3 cái cửa lận. Bạn mở thử ra xem á, thì cánh cửa đầu tiên là chứa một con quái vật rất là hung dữ. Cánh cửa thứ hai á, bên trong nó toàn là lửa đốt thôi. Và cánh cửa thứ ba thì là chứa đầy khí độc. Chui vào thì chỉ có mà chết queo. Vậy thì các bạn chỉ còn 10 giây à, 10 giây nữa là bom nổ rồi. Bạn sẽ chọn cánh cửa nào đây? Nhanh lên. Đây là tình huống suy nghĩ nhanh. Đáp án đó chính là bạn sẽ chọn cánh cửa đầu tiên. Ôm nguyên cục bom hẹn giờ, quăng vào con quái vật, sau đó đóng cửa lại. Nổ cái bùm, còn quái vật chết queo. Vậy là cái cổng này đã an toàn rồi, còn quái vật không còn nữa. Chạy ra thôi.